Vào ngày 21 tháng 12 vừa qua, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol cho biết 90 nạn nhân của nạn bóc lột tình dục và lao động cưỡng bức đã được giải cứu trong một chiến dịch truy quét tội phạm tại 4 quốc gia Tây Phi vào đầu tháng này. Trong số những người được giải cứu trong chiến dịch được thực hiện từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 12 này, có 56 trẻ vị thành niên là nạn nhân của nạn bóc lột tình dục và lao động cưỡng bức trong các mỏ vàng, chợ trời hoặc tại nhà riêng. Cụ thể, một nhóm 35 nạn nhân, trong đó có 8 trẻ vị thành niên đã được giải cứu ở Côte d'Ivoire. Lực lượng chức năng cũng bắt giữ hai đối tượng là nam giới bị truy nã trên toàn quốc trong 2 năm qua. Tại Burkina Faso, cảnh sát đã bắt giữ chủ một mỏ vàng bất hợp pháp và giải cứu được 10 thợ mỏ đang được đưa đến mỏ vàng này làm việc. Ở Benin, 4 trẻ em nhỏ phải làm việc tại khu chợ ngoài trời Datoka ở Cotonou được giải thoát.